Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Sài Gòn Hoa. Mình đang đứng giữa vườn hồng, một khu vườn nhỏ của Sài Gòn Hoa nhưng có rất là nhiều loại hoa khác nhau. Sau khi mình giới thiệu các bước cơ bản để chăm sóc cây hoa hồng thì rất là nhiều người đã hỏi cho mình, nhắn tin và gửi. Thì có một chị bạn bảo với mình rằng là em, chị có một cái vườn cây hồng mà chị đi á, chị thấy nó đẹp lắm. Chị gửi Zalo, chị khoe mình đẹp lắm nha. Mình đã hỏi chị ấy, ôi chị ơi, nhưng mà em nghĩ rằng cái cây hoa hồng này hình như nó không phải là ở Việt Nam thì phải. Đúng rồi em, chị đi du lịch, chị chụp ở bên Úc đó em. Ô, vậy bởi vì nó đẹp là phải rồi. Không, nhưng bây giờ chị cần lắm, chị muốn có một cái cây hoa hồng như vậy. Em chỉ cho chị đi, em mua cho chị đi. Ồ, dạ. Sau khi mà mình nghe được giống như vậy thì mình chợt nhớ ra mình phải bắt đầu từ đâu để giới thiệu với chị ấy, làm sao để nói với chị ấy được rằng là chị phải chọn những cái cây hoa hồng như thế nào cho nó đúng. Các bạn biết không, thật ra hoa hồng có rất là nhiều loại khác nhau. Thông thường á là sẽ phân ra hai loại, một á là hồng đứng, hai á là hồng leo. Hồng đứng thì chúng ta sẽ trồng ở trong chậu, trong bồn. Ví dụ như trên tay mình đây là một cây hồng đứng cổ tàu nè. Đó. Hồng leo. Đây, một nhánh hoa hồng leo. Rất là đa dạng về màu sắc. Và đặc biệt hơn nữa là hình dạng của cánh hoa. Các bạn biết không? Có rất là nhiều loại cánh hoa khác nhau. Đây là một trong những loại hoa có cánh, khi nó nở bung ra thì cái cánh hoa nó hơi cúp cúp lại. À, cúp cúp lại. Có hai cái đặc điểm chính để chúng ta chọn. Thứ nhất á, là ta chọn cái cây làm sao cho nó phù hợp với cái điều kiện thời tiết tại nơi mình sinh sống, mình trồng nó. Thứ hai là quan trọng nữa, đó là cái việc chăm sóc của cây. Nhưng cái đầu tiên là quan trọng là ở chỗ, thí dụ như là bạn sẽ trồng cái hoa hồng ngoại mà giống hoa này nó phù hợp với thời tiết lạnh, thì tại thành phố Hồ Chí Minh hoa ra rất ít. Hoa khi nở nó không được to, không đẹp, cánh hoa không bung xòe hết, thậm chí cả màu sắc của hoa nó cũng không đẹp bằng khi bạn trồng nó ở Đà Lạt. Khi nào mà bạn đi Đà Lạt bạn sẽ thấy hoa hồng Đà Lạt rất là đẹp. Cái cây hoa hồng nhung tại Đà Lạt, cánh hoa hồng nhung nó dày và nó thơm, nó mịn. Nhưng hồng nhung mà mình trồng tại vườn của mình đây, cánh hoa nó mỏng hơn, cái lớp nhung nó ít hơn. Vậy để chọn hoa hồng đúng, việc đầu tiên chọn theo gu của mình. Các bạn thích màu sắc gì, mình sẽ chọn màu sắc đó. Hai, chọn theo cái cách trồng của mình sẽ trồng ở đâu. Ví dụ như mình trồng ở bồn, trồng ở ban công, trồng ở trong chậu để ở thềm nhà, bạn có thể trồng hoa hồng đứng. Nếu mình trồng để tạo cổng ngõ, mình trồng để có những cái lùm hoa hồng thật là mềm mại thì mình chọn hoa hồng leo. Hồng leo nội hay hồng leo ngoại thì tốt hơn. Hồng leo nội hay ngoại tùy theo gu của các bạn, muốn trồng loại nào cũng được. Tuy nhiên hãy chọn những cái giống được thuần chủng, đó đã phù hợp và quen với cái khí hậu của nơi mình sẽ trồng. Thí dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh bạn sẽ trồng những giống hoa mà ở vườn mình đang trồng. Ngoài ra cái mà chúng ta cần phải cân nhắc nữa, đó chính là khi chúng ta mua một cây hoa hồng xong thì chúng ta chọn cái chậu như thế nào cho phù hợp với cái cây hoa hồng các anh chị nè. Thứ nhất á, là chúng ta chọn cái chậu nó vừa với lại cái gốc hoa hồng. Thứ hai, có nhiều anh chị chắc ăn lắm, trồng một cái cây hoa hồng nghĩ rằng là mình sẽ trồng đó rất là lâu, cho nên á, là mua một cái chậu đá mài, một cái chậu rất là bự, trồng chắc chắn, trồng rộng ra để cho giá thể nó nhiều, cây nó phát triển. Mình không cần thiết được những điều đó, bởi vì rễ cây á, là nó sẽ không có nhiều,
và nó phát triển theo cái kích thước của cây. Hơn nữa, mình trồng hoa hồng á, thông thường là 1 đến 2 năm mình sẽ thay đất. Do đó, lựa chọn á, là mình sẽ trồng cái chậu nhựa. Ở vườn mình hay trồng chậu nhựa lắm. Và quan trọng á, là mình sẽ trồng chậu nhựa như thế này nè. Đó, vừa với lại cái kích thước cái cây. Rễ cây như vậy nó cũng vừa đủ luôn để cho cây nó phát triển. Ngoài ra, các anh chị cần phải cân nhắc đến cái chuyện là cái phân mà mình vô để mình trồng cho cái cây hoa hồng á, nó sẽ như thế nào. Cái nhiều anh chị nghĩ rằng là phân trồng hoa hồng nó phải rất là nhiều dinh dưỡng ở trong đó, rất là phải tốt. Cho nên lúc mà vô hoa, mua hoa xong rồi mấy anh chị mua phân mà không có tư vấn kỹ, mua quá chừng phân luôn, cứ cho vào trộn hết vào trong giá thể để mà mình về nâng niu cây hoa hồng của mình. Chưa cần thiết các anh chị ạ. Cây cần thiết dinh dưỡng khi nào? Đúng vào những cái thời kỳ phát triển của nó. Ví dụ như là khi cần ra hoa, cần kết chồi thì chúng ta chăm những cái chế độ phân phục vụ cho cái chu kỳ sinh trưởng đó hợp lý là được. Đó. Ví dụ như hôm trước nè, mình cắt cái cây hoa hồng để cho ra kích cho nó ra nhiều cành nhánh. Cô em mình nó còn hỏi mình đó là chị hôm sau chị nhớ quay cho mình coi là sau khi chị cắt nó ra như thế nào. Các bạn nhìn thấy không? Cũng mát tay lắm đó. Thấy chưa? Những cái chồi màu đỏ đỏ này là mới ra ha. Đó, đây là những cái tác động mình bón phân. Về bón phân thì chúng ta nên bón các loại phân hữu cơ thì tốt hơn cho hoa hồng. Cái hoa hồng mà khi mà mình trồng bằng phân hữu cơ, hoa nó ra màu sắc nó cũng sẽ đẹp hơn, hương nó thơm hơn, nói chung là rất là thân thiện. Cái đó khi nào các bạn làm thử các bạn sẽ cảm nhận được. Thật sự đấy, các bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa bón phân hóa học và bón phân hữu cơ nó như thế nào. Đất trồng á, là phải tơi xốp các anh chị. Đó, các anh chị thấy không? Mình ấy lên là mình khởi khởi đất lên nè ha. Đó, để cho cái nước khi mà mình tưới hoặc là trời mưa nó sẽ rút thoáng rất là nhanh. Đó, nó không cần nhiều dinh dưỡng. Mình sẽ phải chọn giá thể đầu tiên là phải tơi xốp để cho cái cây thoát nước. Mà một trong những điều kiện cần thiết của cây hoa hồng là thoát nước. Thường là vào mùa mưa là mình sẽ nâng chậu cây lên cắt mặt đất, hoặc là đưa các cái chậu cây nhỏ nè như thế này, nó nhỏ quá cho nên là mình sẽ đưa nó lên trên giàn để cho nó thông thoáng và nó thoát nước. Một lưu ý nữa cho các anh chị khi chúng ta chơi hoa hồng, đó có nghĩa rằng là công tác tưới nước. Tưới nước cho cây là một trong những cái việc rất là quan trọng nha các anh chị. Ở vườn mình á, cái người mà mình chọn để tưới nước cho cây cực kỳ là mình phải tỉ mỉ lắm, một anh rất là tỉ mỉ. Thì tưới không để sót nước nè, rồi tưới là mình phải nhìn vào cây, cây nó có cần nước hay không để tưới. Chứ không phải là ngày nào chúng ta cũng mang dây ống bình xịt rồi ra chúng ta tưới cả. Khi hoa hồng mà nó có quá nhiều nước tưới á, thì á, là nó sẽ rụng lá và dường như rụng hàng loạt luôn. Nấm bệnh cũng rất là nhiều đó. Cho nên là không cần thiết phải tưới nhiều nước, chỉ tưới vừa đủ, giữ ẩm, tưới một lượng nước vừa phải. Và đặc biệt người ta phải nói là nhìn vào cái cây của mình mà tưới nước. Chưa kể đâu nha, còn nữa là cái cây hoa hồng á, mà có nhiều người cưng lắm, khi mà cây ra hoa nó đang đẹp không nở mà cắt tỉa, hoặc là khi mà cây nó quá xum xuê luôn, ui cây nó đang đẹp quá mà cắt. Nhưng các anh chị biết không, nếu như vào cái thời điểm hoa nó sắp tàn mà chúng ta không cắt đi, cây nó sẽ dành rất là nhiều dinh dưỡng, nó nuôi những cái cành hoa tàn. Khi mà cái hoa hồng mà nó lên, nó ra làm nụ và nó nở hoa, nó sắp tàn là thời điểm chúng ta nên cắt bỏ đi. Ví dụ như cây này nè, của mình nè, thấy không? Đó, rất là nhiều hoa luôn, mén đẻ dễ sợ luôn á. Đó, rồi cây này chúng ta cần phải cắt hoa nhé. Này là cũng hơi muộn rồi, tại vì vườn của mình thì nhiều, cho nên thông thường những cái công tác giống như thế này thì mình sẽ cho làm hàng loạt luôn. Khi mà cắt á, là bên mình hay gọi vui vui là xuống hoa. Các anh chị ra cắt đồng loạt hết. Cắt như thế nào? Chúng ta thông thường á, là chúng ta sẽ cắt bỏ luôn. Ít
nhất từ cái nụ hoa tàn này mình bỏ xuống ít nhất là 2 cái nách lá ha, ít nhất. Còn ví dụ như mình muốn cho cây nó khỏe mạnh hơn á thì mình có thể cắt thấp xuống đó. Đây, đây là cái hoa tàn rồi ha, mình đếm nè, 1, 2 nè, ít nhất là 2 nách lá mình cắt đó, cắt ở phần trên của đó như cái này đó, mình cũng cắt ha. Mỗi lần mà cắt hoa hồng giống như thế này nè, trời ơi đem nhiều hoa hồng về nhà không biết để làm gì luôn á. Để những cái cây hoa hồng mà ra hoa đồng loạt giống như thế này, chúng ta cũng cần một vài bí quyết nhỏ nhỏ đấy các anh chị nhé. Thông thường á, nhà vườn mình hay làm cho cây ra hoa đồng loạt, đặc biệt là vào những cái dịp Tết để phục vụ khách hàng. Hôm sau mình sẽ chia sẻ cho các anh chị để các anh chị có thể sử dụng cái biện pháp đó trên cây hoa hồng của mình để cho những cái sự kiện ở trong gia đình của mình rực rỡ hoa hồng nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi nội dung chia sẻ của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.